một cô gái xinh đẹp luôn luôn khát khao mong ước được trở nên tự do. Còn A Sử là kẻ ác, là đại diện cho tầng lớp thống trị. Ta quay lại bài giảng. Thank you.
Just a sun is in my head, like shiny hope, but don't know where to go, and I don't know what to do. 到一个脑袋。Thầy biết lớp mình có bạn có rất là nhiều tài năng.
thể hiện là các bạn thấy là tất cả các phong trào của nhà trường, phong trào của lớp, các bạn làm rất tốt. Đến thời điểm này thì thấy là một đứa học trò tài năng, thực sự thầy thấy là rất là tài năng. Và thậm chí là đến thời gian vừa rồi, trước khi thi thầy kìm nén em rất là nhiều. Thầy đã cũng có một bài viết, thầy nói các bạn là thầy đang giống như là nén em lại, như cái lò xo đang bị nén. Thực sự thì đến thời điểm này thầy cũng chứng kiến, và chưa khóa nào thì chứng kiến đến đây cuối cùng này. Thầy rất là vui, rất là cảm động. Thực sự là thầy được chủ nhiệm các em, rồi được đồng hành cùng các bậc phụ huynh. Thầy thấy thật là tuyệt vời. Và đến thời điểm này thì chắc chắn là có một số bạn cũng đang không vui với thầy, và thầy cũng đang rất chăm chỉ. Nhưng mà thôi, những cái gì đã qua rồi, và nó tất cả đều là cái kỷ niệm rất là đẹp đối với em. Một lần nữa thầy muốn chúc tất cả các em luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt. Và đặc biệt là sau này các em, tất cả các thành viên đều đồng góp với nhau. Các em phải luôn luôn chia sẻ cho nhau, cả về trong cuộc sống, rồi trong công việc. Và các em phải hướng thầy một điều là khi mà các em có điều kiện để về được tham dự liên hoan, hay là các em phải cố gắng hết khả năng của mình để thầy lại được chứng kiến các em vui như ngày hôm nay. Một lần nữa thầy xin cảm ơn tất cả các em. Mai xa rồi sẽ nhớ nhau thật nhiều, tên trên sân trường chân anh vẫn còn vững nơi. Tạm biết từng lớp học buồn dọc chia tay rồi, cho tôi yêu thêm nơi này một chút, một chút thôi để tôi nhớ. Mai xa rồi sẽ nhớ nhau thật nhiều, lúc ta đi với nhau khi tan trường. Mãi là người bạn thân nhé. Ta biết xa rồi bạn đừng quên xin chào.